Nếu các bạn đang cần tìm kiếm một loại hình bán hàng hoàn toàn mới, nó đón đầu một cái xu thế trong tương lai mà ở Việt Nam sẽ rất phát triển trong thời gian tới. Đây là một ví dụ điển hình về điều đó. Kính mời các bạn xem qua. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Chị Nhân. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đến cho tất cả các bạn một cái xu thế trong tương lai ở Việt Nam nó sẽ rất là phát triển. Đây là một loại hình bán hàng hoàn toàn mới. Ở các nước ngoài thì nó đã phát triển rất nhiều rồi, nhưng trong năm 2020 này thì mình nghĩ rằng cái loại hình này nó sẽ được phát triển một cách tốt hơn ở Việt Nam. Đây là một cái hệ thống bán hàng mới mà các bạn sẽ không cần dùng đến mặt bằng. Đây là một cái sản phẩm xe tải Đông Ben T30 bán hàng lưu động của nhà máy ô tô Đông Ben Việt Nam. Mình cũng đã từng giới thiệu cái sản phẩm này một vài lần trước rồi. Thế nhưng mà một cái chiếc xe hoàn chỉnh như này, một cái chiếc xe bán kem như này, thì đây là một trong những cái lần đầu tiên mà mình làm cái về cái sản phẩm mà các bạn nhìn thấy đấy. Đây là một cái chiếc xe mà được cấp phép bán hàng lưu động, nó hoàn toàn đúng luật. Trọng tải chở hàng của nó sẽ rơi vào khoảng 450 cân và chúng ta có thể là bày bán hàng hóa ở trên thùng xe như thế này. Chiều dài thùng xe khoảng 2m9 các bạn. 2m9. Đây các bạn, khi mà mình đóng cái cửa này xuống thì các bạn nhìn thấy là tất cả khi mà mình mở cái xe này ra, người ta sẽ biết được là bạn bán cái gì, bạn làm cái gì trên cái thùng xe như thế này. Đó. Thì bên mình là một trong những cái đơn vị mà làm về cái hình thức này mạnh nhất. Đây là một đơn vị họ bán về kem, kem Tín Phát. Nếu các bạn có nhu cầu ăn kem, có nhu cầu nhập kem về để bán thì các bạn có thể liên hệ vào cái số hotline của họ. Nhưng trong nội dung video này mình chỉ nói để các bạn biết rằng bên mình là một trong những cái đơn vị mà thiết kế cái này cho các bạn, nhận các cái yêu cầu mà làm về các cái xe này bán hàng lưu động ở ngoài, bất kể mặt hàng gì, từ kem đến trà sữa đến đồ ăn vặt, tất cả mọi thứ bên mình đều làm được. Thì nếu các bạn có nhu cầu đó thì hãy liên hệ cho số điện thoại của mình sẽ tư vấn cho các bạn để làm được điều này. Rồi, trước tiên này các bạn sẽ nhìn thấy về thiết kế này. Chiếc xe này dài thùng dài 2m9, chiều rộng khoảng 1m680. Nó sẽ mở thêm được ra hai bên như này, thì các bạn có thể đẩy một cái tủ ra đây để các bạn bán hàng ở trong này. Tủ đấy có thể chứa đồ, chứa đạc, rồi là chứa bếp ga, rồi chứa tủ lạnh các thứ để các bạn có thể đứng ở trong này để bán hàng. Đấy. Thì ở đây là một cái chỗ để chúng ta để ắc quy, là cái bộ nguồn điện trên xe. Thì là các bạn có thể là chứa 1-2 cái ắc quy ở đây, nó sẽ phục vụ cho các bạn cái nhu cầu mà thắp sáng trên xe cũng như là sử dụng điện trên xe. Đây, về đằng sau này các bạn nhìn này, về đằng sau này mình dán đề can rồi, để các bạn có thể xem qua những một số cái bức ảnh mà mình để ở đầu link video ấy, chúng ta sẽ thấy được là cái con này tổng thể khi mà đóng hết cửa vào nó sẽ như thế nào. Đây, đằng sau này là một cái bàn chúng ta có thể chứa đồ trên này. Đây là cái chỗ bước lên này, khi mà chúng ta đậy vào như này thì nó sẽ là cái biển số đấy. Rồi, mình mời các bạn lên đây. Ở trên này thì nó là một trong những cái xe bán hàng lưu động, nên là những ai mà có cái chiều cao rất là cao, lên đến 1m7, 1m8, các bạn không gặp vấn đề gì cả nếu đứng ở trên này. Đấy, khi các bạn mở cửa này ra thì chúng ta có một chiều cao rất là cao để chúng ta có thể là đứng ở trong này để bán hàng. Bên này, hai bên này các bạn nhìn thấy, chúng bạn để được cái bàn ở đây. Đằng trước này chúng ta có một cái lavabo chậu rửa này. Đây các bạn nhìn này, có lavabo chậu rửa với hệ thống đường nước để chúng ta rửa giấy rồi chúng ta chế biến thực phẩm ở thứ trên này. Đây là hệ thống điện. Đây, mời camera có thể trèo lên trên này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống điện này. Hệ thống điện và hệ thống bóng đèn chiếu sáng này được kết nối thẳng vào điện bộ đồi nguồn. Đây là bộ đồi nguồn đối với mình sử dụng. Bộ đồi nguồn này chuẩn 2000W, cho phép các bạn sử dụng các cái đồ điện mà nó cung cấp được cái số watt là 2000. Ví dụ như là một tủ lạnh này, một tủ mát này, cho đến một cái bếp chiên, một cái bếp từ vẫn sử dụng được. Đây các bạn nhìn bên kia nó có hai cái ổ để chúng ta cắm điện. Đằng này chúng ta có một hệ thống cầu chì cầu điện đi theo. Sàn đây đã là sàn nhám 3 lớp rất là dày, cho phép là tất cả mọi người là chứa trên này rất là nhiều đồ mà không gặp vấn đề gì cả. Đấy, bên này cũng có một ổ điện này. Đấy, thì với những đơn vị mà họ bán nhiều các cái vật dụng khác nhau thì các bạn có thể chế biến được, các bạn có thể là custom được từ cái bàn cho tới cái ghế, các cái vật liệu trên xe nó cũng sẽ thay đổi. Trên này là bên mình để một cái bình nước này. Đây, mời các bạn ra đằng ngoài này. Ở ngoài này là mình có để cái thiết kế cái hệ thống nước để rửa. Đấy, nó sẽ được lối ra đây. Đấy, các bạn có thể tiêm nước ở đằng trên, các bạn đổ vào hoặc là đổ đằng dưới này. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng nước qua lavabo kia. Đằng dưới này nó có một cái chỗ để nước thải nhá. Đây này có cái bình nước thải dưới này. Khi mà các bạn mà dùng nước rồi thải ra rửa giấy thì nó sẽ chui xuống đây, để khi mà chúng ta ra đến cái chỗ nào cống đấy chúng ta có thể xả bỏ đi.
Rồi, hệ thống xe thì mình cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Tại vì cái xe này thì chủ yếu là chúng ta sẽ quan tâm đến cái hiệu năng sử dụng với cái khoang sau này. Chúng ta không quan tâm gì nhiều đến cái xe. Nên mình xin nói qua một chút, đây là chiếc xe Đông Ben T30 đời 2020, hoàn toàn mới của Đông Ben. Nó sẽ có cái trọng tải mà khi mà chưa lên cái thùng này là 1 tấn. Và khi đóng thùng này lên là 450, với bộ máy là 1.5 lít, công suất cực đại là 85 kW ở 5.200 vòng quay một phút. Đây là một trong những chiếc xe hiện tại trên thị trường duy nhất được cấp phép bán hàng lưu động. Mời các bạn vào đây, chúng ta nhìn qua. Xe đã có đầy đủ các cái trang bị cần thiết của tất cả những bác tài. Thứ nhất là điều hòa hai chiều, kính điện, trợ lực lái điện, khóa điện, tất tật mọi thứ đầy đủ. Thì anh em có thể là lưu thông trên đường hoàn toàn bình thường, không có đề gì cả. Đấy, hệ thống điện trên xe thì nó chỉ cung cấp được trên xe thôi. Còn trong cái thùng là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống điện hoàn toàn khác. Rồi, nếu các bạn quan tâm đến cái xe này, nếu các bạn cần tư vấn về cái dòng xe này, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.